mừng các em thiếu nhi đang đến với chương trình Chúc bé ngủ ngon của Quanh Quay Radio. Nè anh Năm Đóm, sắp tới Giáng sinh rồi đó. Anh Năm Đóm có học thuộc lòng câu kinh thánh để thi kinh thánh chưa? Ủa vậy hả? Ủa có thông báo hồi nào? Sao anh không biết gì hết trơn vậy? Giáng sinh tới thì cũng là mùa thi cử, anh phải học bài rất là nhiều nè, không có thời gian để mà học kinh thánh đâu giọt sương ơi. Sao vậy được? Đó giờ em nhớ anh Năm Đóm luôn thi và còn đạt giải cao nữa, em ngưỡng mộ quá chừng. Thôi anh Năm Đóm được có nản mà học lời Chúa cũng tốt mà. Anh biết, nhưng mà anh sợ là không có thu xếp được thời gian để học thôi, anh còn quá chừng thứ phải làm lắm. Hey, mình phải có thứ tự ưu tiên chứ. Thôi không có nói nhiều nữa, anh Năm Đóm và các bạn nhỏ hãy cùng lắng nghe một câu chuyện sau đây để cùng tìm ra cách để giúp anh Năm Đóm nha. Ok giọt sương. Giọng của Minh gọi từ phía sau. Bố bật nhạc nghe đi bố, chúng ta cứ lái xe mãi à. Mẫn tiếp. Ở đây thật là nhàm chán. Bố liếc nhìn cặp song sinh trong gương chiếu hậu rồi nói. Xin lỗi các bạn, tôi ghét làm hỏng niềm vui của các bạn, nhưng tôi không thích âm nhạc của các bạn chút nào hết. Mẫn khịt mũi. Vậy thì còn gì là thú vị hả bố? Chúng ta đang đi trên chuyến xe kéo dài 3 tiếng đồng hồ rồi đó bố. Minh thì thầm. Chúng ta có thể làm máy nhạc mà. Mẫn gật đầu và Minh tung ra những cái hit mới. Này bạn, dưới bóng đèn, đi nào, chúng ta có thể nhảy cả đêm. Mẫn tiếp vào đoạn điệp khúc. Ô là la, đó là một bữa tiệc. Bố. Ồ không. Mẫn vẫn hát tiếp. Ok, thế thì làm thế nào? Mình hát tiếp. Tiền, ô tô hay là kim cương? Bố hỏi. Hai con có nhớ tất cả các bài hát phổ biến không? Mình đáp. Yeah, tất nhiên rồi, nó luôn ở trong đầu của con. Bố nhìn lại cặp song sinh. Điều đó nhắc bố nhớ về một điều đã được học trong Kinh Thánh sáng nay. Sứ đồ Phao-lô nói với Timôthê về việc trẻ em học và nhớ lời Chúa như thế nào. Hãy hiểu tất cả những gì Chúa Giê-xu đã làm cho các con và đặt niềm tin vững chắc ở nơi Ngài. Mẫn nói. Dạ, chúng con đã học Kinh Thánh trong nhà thờ và trong những lần học Kinh Thánh cùng gia đình mình đó bố. Bố cười lớn. Ha ha, được rồi, quần lửng áo thun. Như thế nào nếu bố có một câu đố cho các con nhỉ? Hãy kết thúc câu này cho bố. Hỡi những kẻ mệt nhọc và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được. Bố nhướng mắt nhìn hai con trai trả lời. Mẫn nhìn Minh và Minh nhún vai, Mẫn lại nhăn mặt. Bố ơi, dường như chúng ta có một số việc cần phải làm rồi đó bố ạ. Bố nói. Ghi nhớ câu kinh thánh là một cách tuyệt vời để chúng ta có thể giữ lời Chúa trong suy nghĩ của mình và giúp chúng ta nhớ rằng chúng ta ở trong Chúa. Minh nói. Yeah, và nó sẽ làm cho chúng ta ngưng chơi những bài nhạc hip hop. Bố mỉm cười. Và bố biết câu này các con biết nè. Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Minh và Mẫn cười. Dạ. Anh Năm Đóm thấy không? Việc học kinh thánh rất là quan trọng. Tại sao mình có thể học thuộc lòng nhiều thứ nhưng lại không thuộc được lời Chúa, trong khi Chúa có thể ban cho mình trí nhớ tốt hơn mà. Giọt sương nói đúng đó. Anh có thể học được từ từ mà. Còn các bạn nhỏ, các em có nhớ những bài hát mình thích không? Còn đối với kinh thánh thì như thế nào? Hãy thử ghi nhớ một câu kinh thánh làm cảm hứng để khi các em ở trường học, chuyến xe không quên ơn lành của Chúa, được không nào? Và các bạn nhỏ có ý định từ bỏ việc thi kinh thánh vì không có thời gian thì hãy suy nghĩ lại nha. Vì kinh thánh có chép rằng: Và từ khi con còn thơ ấu đã biết kinh thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Timôthê nhì đoạn 3 câu 15. Và mọi tri thức đời này đều là vô nghĩa nếu không có Chúa. Các em nhớ nha. Nhanh quá, đã đến giờ đi ngủ rồi. Chúng ta phải tạm biệt nhau thôi. Hẹn gặp lại các em trong chương trình tối ngày mai nhé. Nhớ đừng quên giờ phát sóng radio trực tuyến của chương trình là 21 giờ các em nha. Chúc các em ngủ ngon. Ngủ ngon.
Trăng sao sáng diệu kỳ, tình Chúa cho con người. Mùa hoa nhà bé ơi, tiếng ru Chúa êm đềm. Giê-xu yêu em nhiều, em hãy ngủ đi. Thank you.